13 hạnh đầu đà thì trong đó có phấn tạo y, rồi hạnh ba y bát, rồi hạnh thường đi khất thực, hạnh đi khất thực từng nhà, hạnh ăn một lần ngồi, hạnh ăn trong một bình bát, hạnh ngủ nơi gốc cây, hạnh ngủ nơi nghĩa địa, hạnh ngủ nơi đất trống, hạnh ngủ nơi rừng á, hang đá rừng á, ngôi nhà trống, rồi hạnh ngăn vật thực, rồi hạnh bạ đâu ngủ đó, rồi hạnh ngủ ngồi. Đó đó là 13 cái hạnh đó. Đúng không? Dạ, cái bình bát để mình đi xin cơm, Xin cơm đi xin ngã mặt cái cơm, trời phúc hậu lắm đấy chứ. cơm hay là cái quả hay là cái bánh gì đấy. Mà theo sư mà đi như vậy là mình có cảm nhận được cái gì về cuộc đời này không? Dạ, có cảm nhận được cái cuộc đời này, biết được cuộc đời này khổ, vất vả, phiền não nhiều. Phiền não không? Nhưng mà có ai mà không không suy nghĩ không trên đời này á? Chỉ có những người giải thoát thì mới không suy nghĩ như lậu tận hay, chứ còn ở đời ai cũng suy nghĩ cả. Với đây những cái người mà bị điên, bị thần kinh nhá, thì họ không suy nghĩ được thì họ mới không suy nghĩ về cái điều đó. Nhưng mà ở đời ai mà người bình thường ấy, có trí não, có công việc ấy, đều suy nghĩ, đều phiền não vất vả cả, Đúng rồi. đều khổ sở. Mình còn biết được một cái, ai đời trước sau gì cũng già chết cả. Nhưng mà có ai mà không, mà có nhiều người người ta không chết chứ? Có ai đâu không? Có chứ, bây giờ là người ta sáng tạo liều thuốc mà trường sinh bất lão rồi. Ồ, cái đấy còn không, chưa thấy có. Chưa thấy có Chưa thấy có. Kể cả bậc như Phật Như Lai chánh đẳng giác, Phật Phật tổ Như Lai thế rồi cũng thân hoại thành chung. Không, Đâu bây đâu giờ có ai mà hay thân kim cương rồi rồi như Phật rồi mà vẫn nhập diệt kia, đâu có sống được lâu đó. có bây giờ là có liều thuốc trường sinh bất lão, mà mình uống vô là mình 20 tuổi là mình 20 tuổi, mà mình 30 tuổi là 30 tuổi ngoài luôn. Nó không có bị già mà nó không có bị lão hóa. Cho dù có được trường sinh bất lão hay đi chăng nữa, nhưng mà cứ sống hoài cứ như thế này khổ quá. Tại vì cuộc sống mà như anh mà sống thấy có người bạn của anh hay là theo lớp của anh, nhưng mà đến khi anh sống với những cái người thân Chơi, của anh đi, chơi cái đây già rồi, còn một mình sống thì chả có ý nghĩa gì nữa, Đúng rồi. có cũng chả hay ho gì, đúng không? Không có đánh đua, không Anh có. về cho thầy nước à. Dạ ơi, dạ vâng, một phần. Con biết thầy uống nước lọc, mấy nước chay con Dạ thì không, thầy cái nước lọc được, cái nước ngọt hôm nước nay con uống rồi con nhận nhé. Nước ngọt là hôm nay con dùng bữa, nhưng mà giờ tới chiều con thì thầy cầm đi. Đâu dạ, được. Anh cũng mình cứ nhận cho thầy cho vui. Nên là không, mọi người ai muốn dùng thì cứ lấy dùng, cho con là tới chiều dùng nước suối. Thầy đi đoạn đường cách dài lắm nhỉ? Dạ dài, con đi đi đường dài, con đi về Nhà Trang, đi cầm Phật ra xuống đèo Sông Pha. Cái đường đấy, nhưng mà đường đấy bên cặp nó bước. Tại vì con cũng nghe qua mạng thấy thầy ngày xưa cũng là một thanh niên, cũng người bình thường, cũng đi hình như làm địa chính thì phải. Và thấy tự nhiên thấy cuộc đời thì thôi kệ, mỗi người có duyên Phật Pháp thì đến thôi. Dạ. Hôm qua hôm kia thấy bảo thầy ở đèo Bảo Lộc này, tự nhiên đi làm qua, con đi làm vườn đấy chứ, qua có duyên gặp, thôi kệ lắm, tiếp xúc thầy 5-10 phút thì cũng không sao. Có duyên thì được gặp. Không nghe Phật Pháp á, không nghe duyên đó, thì con cũng như mọi người thôi, tại vì mình quên đi, mình không biết. Mình cứ mãi mình làm ăn là nó có vui đấy, nhưng mà khi mình nghe rồi, nghe cái lời nói đó rồi, khi mình chẳng hạn như vui vẻ thì nó không an tâm nữa. Đúng rồi. Nó cứ lo để nó đi học. Đúng không, nghe đấy rồi. Không không, mình không hút thuốc. Nói thiệt, mình không hút thuốc. Nhưng mà chạy đi mua cái thuốc đi. Thầy tu thầy cũng thuốc không? Không, con không uống thuốc, con không uống rượu, con mà thầy đi tu vậy, mấy mốt mà thầy trên đường thầy đi á, thầy có đi ngang cái đèo của Lộc chưa? Đi rồi. Mà ông đi ngang đó có thấy có dòng không? Con đâu có thấy dòng gì đâu. Vậy là tu chưa tới rồi. Này, để trước khi mình xin phép quý thầy cho con chụp cuối cùng quý thầy một cái ảnh được không thầy? Được, chụp bình thường. Đang đã chụp cho ảnh của mình giúp mình có cái này. Cảm ơn thầy. Chuyên. Cái đấy mọi người cứ vui vẻ, cứ muốn chụp với thầy thôi. Dạ dạ. Cái chụp thoải mái. Rồi, nó đẹp luôn. Khi mà qua đèo Bảo Lộc con không thấy vong gì cả, nhưng mà muốn vong ấy là phải, hay là chú nguyện chứng minh là phải gặp
không gian sơ khai. 2-3 tấm luôn, chụp 3-4 tấm luôn. Thầy gặp nó đại sư giấc ngộ cơ. Giấc ngộ. Không, thầy có duyên gặp rồi, không cần đại sư hay chết gì cả. Vâng, đại sư giấc ngộ. Tính con nó vậy thầy ơi. Dạ dạ. Con không có dám gì cả nhưng mà thôi giờ mình nói nó sợ nó ảnh hưởng đến tôn giáo, nhưng mà con có gặp được nhiều các sư thầy, nhưng mà gặp thầy là cái người con thấy đặc biệt đầu tiên, con thấy là đặc biệt, rất là đặc biệt. Vậy thôi giờ con không có nắm, giờ mình nói mình sợ mình khẩu nghiệp nó kia nó mệt lắm thầy. Vâng, đúng rồi, mình khi mình chưa tu được mà mình lỡ mình nói thì lỡ lại tổn phước mình mất. Đúng rồi, mình mà nói họ cũng mình cũng trả được cái gì cả. Thì khen họ cũng trả được, lại mình lại tổn phước nữa, lại chết nữa. Vâng. Nhưng mà thầy đi như vậy, khi mình đi trên cái đường đi của mình á, mình đi như vậy gọi là mình đi theo kiểu giống là mình đang suy nghĩ về đời, mình có suy nghĩ về đời không? Và mình đi như thế này để suy nghĩ, để mình gọi là học cái buông bỏ. Mình suy nghĩ để về đời là mình tư duy là từ bỏ, đừng muốn tham nữa. Để thấy cuộc sống ở đời họ vui chơi, họ tất cả mọi người dân là đều vui vẻ, ăn chơi, nhảy múa, hát karaoke, hát hò hay tất cả yêu đương hay cái gì đấy, hay những cái trò chơi đó, là mình nhắc đấy là mình đừng có tham nữa, mình phải tu rồi, mình bỏ đừng đi nữa, hay là ai mà nạt đồ hay chê bai chửi mắng mình đừng có buồn khổ với họ nữa. Nhưng mà bây giờ theo thầy bây giờ theo thầy á, là có cái người ta mà tôi chưa tu được á, mà người ta còn si, là giống như là người ta muốn giết người, là cái loại si đúng không? Dạ, người ta sân, người ta rất là ác, người ta đạo nghiệp giết sát sanh. Sát sanh đúng không? Dạ. Mà mình giết người là mình có mang nghiệp không? Mình giết người là mang nghiệp chứ, mình mang cái tội ở đời. Con nói là nhân quả thì chưa nói, nhưng mà ngay khi mình giết người cái bị công an bắt đi tù đó. Phải đền tiền, đền mạng rồi bắt đầu ở tù, cái đó là cũng là nghiệp đó rồi, còn đâu nữa. Mà thầy đi về rồi thầy có nhớ ba mẹ mình không? Cũng nhớ, nhưng mà mình tư duy đấy là cha mẹ thì cũng giống như mọi người, anh em người thân đây, mình đừng có nhớ nữa. Tại vì mình biết nhớ cha mẹ rồi mình cũng chết. Nhưng mà không nhớ cha mẹ rồi mình cũng chết, nhưng mà không từ bỏ để mình học được cái đạo, mình chết tốt hơn. Mình cứ đi là mình đem cái này theo, rồi ai mà giúp mình là cho cơm mình ăn thôi đúng không? Dạ, cho cơm chay. Mà ăn cơm thật hay ăn cơm chay? Cơm chay, cơm không, với lại nếu mà không có thì họ cho chút muối hay là chút nước tương hay là cái rau gì đấy thì mình dùng, còn không có thì mình ăn cơm không. Thầy từ sáng ăn gì chưa thầy? Sáng ăn cơm rồi, có cái mấy người ở trong thành phố Bảo Lộc á. Dạ, họ cho xôi với cơm với lại bánh mì. Thì họ cho ở trong rồi, con tới nghĩa địa đấy con dùng luôn. Bây giờ đi về thầy ngủ ở đâu? Con ngủ ở nghĩa địa với lại nhà trống với lại cái nhà hoang người ta bỏ đấy. Hay là có cái nhà kho hay là cái công viên hay là cái gì mà tránh mưa được, hay là vắng vẻ mà không có ai làm việc, mình mà thấy yên tĩnh như thế, rồi tối họ nghỉ hết rồi con nghỉ rồi con đi sớm. Nếu mà làm được như vậy cực khó. Vâng, cực khó đó. Cố gắng để tập khó. Con nói là ở đời là không có cái gì khó cả, nhưng mà mình kiên trì để mình tập hay không. Bác Hồ cũng nói mà, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển khó thế mà mọi người cũng làm được đấy chứ. Ủa sao đâu có đơn giản. Bây giờ là hành trình của thầy là đi tới Bảo Lộc rồi, đi đây rồi, giờ đi tới Phan Rang luôn. Dạ, đi tới Phan Rang để con lên Phan Rang rồi đi đâu nữa? Quốc lộ 1 con về Hữu Duyên ở đâu thì ở đó một thời gian này lại đi tiếp. Cứ lên đường khi nào mà thấy chán này, hay là thấy đủ rồi, hay là rèn luyện mà thấy mình thỏa mãn vừa đủ ở đây rồi lại đi tiếp, rồi có khi lại quay lại đấy. Lại đi chứ cũng không nói là đi rồi là không đi nữa. Biết mọi người đây rồi, Hữu Duyên như thế rồi đi rồi, chẳng hạn như lần này á, con đi thì mọi người chưa biết, nhưng mà lần sau con đi lại thì mọi người ông ấy ông tu hành nhá, ấy rồi họ đấy là con ngồi nghỉ nữa, họ cũng không đuổi nữa. Cứ đuổi không, người ta biết không đuổi không? Dạ, biết rồi là họ đúng rồi, không đuổi. Còn mạng gì người ta biết á, là mình đi á, là người ta có trên đường đi á, người ta giúp đỡ mình. Dạ. Có người này không, mỗi người giúp ích vậy đó. Cũng có người là biết rồi, nhưng mà họ lại không giúp đỡ mà họ chửi.
chửi à? Họ chửi. Có bị chửi chưa? Bị chửi lần nào chưa? Có chứ. Chửi sao? Họ nói, họ đầu tiên họ hỏi đây mày đi đâu à? Ừ mày. Kêu con đây đi bộ. À. Đi bộ hành, kêu đây cấm mày không được đi đây. Trời. Con đây đường này đường nhà nước mở mà sao cấm? Kê anh nói là mày đi đừng có xin đồ, cấm mày xin đồ, nếu mà xin đồ mày chết cái tao cứ đi đi tí tao quay lại. À. Mày chết kêu con đấy thế này. Là gặp giang hồ rồi, cái loại giang hồ rồi. Họ cũng có như thế thì giang con hồ. Cũng nói là thôi. Thôi họ nói cái gì mặc kệ họ ấy, nhưng mà họ nói nhanh quá. Là nó chửi thầy luôn hả? Dạ. Cấm đi. Ồ cấm đi nhưng mà chẳng qua là con cũng nói là cái nhân quả cái duyên đó mà cũng chưa vội kịp mong cầu an cho họ, họ đã đi mất. Họ nói xong cái họ chạy họ đi. Là mình đang đi ngoài đường người ta chửi mình à? Những dạ. cái người tu á, đôi khi gặp những pha như thế á, vâng. Là để mình hành trì cái đắc đạo của mình. Dạ. Tức là mình hành trì độ nhẫn của mình. Vâng. Khi đó mình là đúng không thầy? Không nói được là mình hành trình cái độ nhẫn của mình, cái độ chịu nhẫn của mình. Nhưng mà mình đi vậy mình đang đi một đường sao nó cấm mình đi? Đường với đường ông già nó xây đâu mà nó cấm được. Ở đời thì để mình nói bây giờ à. Nếu mà như mà con là tu rồi là con không làm gì cả, con phải nhìn tu tập cái tâm tử bi, nhưng mà gặp như các anh là vì ăn các anh bắt đá phải gặp con đó nên là đâu là túy quyền ngay, còn có xa quyền túy quyền. Vâng, nhưng mà khi mà để gọi là như để mà họ khảo mình à. Họ thử mình cái độ vô lý, tại vì khi mà gọi là mình mà đi trên đường mà thấy sự oan ức á là vườn á hay thấy thầy của đây hay ấy hay nếu mà mình đúng á là yeah. Mình hay kêu người ta tới, nhưng mà mình sai á là mình im lặng, nhưng mà mình họ làm sai với mình nhưng mà mình vẫn cho họ là đúng, mình không nói gì cả, mình vẫn vui vẻ, mình vẫn mình thấy bình thường, mình nói là trời mình đi vậy mà cũng gặp tình huống nó kỳ thôi. Ồ có chứ không có đang đi đường vậy là nó tới nó kiếm chuyện mình. Vâng, nhưng mà ví dụ như là nó cũng quýnh thầy cái nào không? À như ở Quảng Nam thì có, ở Quảng Nam thì có bị đánh rồi hả? Ờ phất cái chạy vô mồm chứ. Ghê vậy, nó đấm hả? Ờ đấm một đấm liền. Nó nói mình giả tu giả này giả kia đúng không? Dạ dạ. Đúng rồi. Ờ họ nói sao to khỏe mà không đi làm cái cái điều này thì con cũng không muốn nói, nhưng mà anh hỏi thì con cũng nói thật thôi, chứ con không tự nhiên ra mà nói những cái này, tại vì lỡ khi nói ra rồi có nhiều người người ta ghét cái họ đấy hay là cái gì đó rồi cũng tôi không biết hay là cũng tại vì trong Phật giáo cái gì mang lại cái lợi cho mình và lợi cho chúng sanh và thì mình nói thiện pháp thì mình nói và cái gì mà hại cho mình và hại cho mọi người thì mình còn ác pháp thì không nói và đúng không thầy? Đúng vậy đi. Nói chung là tại vì vậy thôi chứ chúng tôi dài lắm bao nhiêu do cái vùng miền. Wow. Cái miền ngoài đó người ta không có những mình đi tới những cái chỗ đó người ta không có biết về cái gì hết thì người ta sẽ kiếm chuyện mình vậy. Đúng chứ rồi. Mình mà gieo duyên mình đi trên cái đất công đồng này, cái đất công đồng này nhìn vậy chứ nó cũng linh lắm. Wow. Chứ không ai mà quỷ mình hết vậy. Con ngày xưa thì con nói là cái người này ở đâu? Đấm thầy, có đấm thầy chảy máu luôn. Ở đâu nhưng mà bây giờ con chỉ nói thôi nhưng mà con nói họ ở đâu. Tại vì cái đấy là sợ rồi khi có cái chảy ra không biết họ ở đâu, nhưng mà có cái trường hợp như thế. Bạn quay núp để nói chuyện tí được không? Tại vì đôi khi mình cũng không có muốn lên video nhiều. Mình nói chuyện thầy chứ tí được không? Rồi. Ngưng quay thì nói. Mọi người bình thường ở nhà. Chỉ cần niệm A Di Đà Phật là cũng đủ hết trong đó. Làm được như A Di Đà Phật là giới định tuệ ở trong rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mọi người thế nào cũng niệm A Di Đà Phật. Rồi về với A Di Đà Phật. Con cũng luôn luôn ước nguyện cho mọi người thành A Di Đà Phật. Tí nữa mà bánh đi nước, nếu thầy đi đường nước, ăn cái bánh mì. Bánh mì hôm nay ăn rồi, không ăn nữa. Nước có đủ đi nhỉ, mang nhạc nhỉ. Vâng, cảm ơn chị Đạp Thuật. Vâng, đi tới đi. Dạ, con là Minh Tuệ. Dạ, thầy Minh Tuệ nha mọi người. Thầy đang máy gì vậy thầy? Dạ mấy cái nó ra chép nó vải nó bở rồi, giờ con nhặt được mấy miếng vải con thay mấy miếng vải mục hết mà. Đây như vải này vải lượm lạt đấy con. Thầy cho con xin. Dạ. Cái này là thầy nhặt ở ngoài hả? Dạ, cái đấy họ vứt ở ngoài cái chỗ đồ của người họ cúng tang hay là cái gì đó hay là áo họ bỏ.
cái con còn mới còn bền chắc, con giặt về con giặt rồi mang theo rảnh nhé, con ngồi con may cái áo. Dạ đồ đây thì đồ ngoài đường họ bỏ, dạ. À, một số cái đồ của người ta chết thì người ta dùng cho người còn mới đấy, người ta bỏ, mình với cái có đồ mới hay là vải thợ may hay là cái gì đó mình nhặt xong mình về mình may cái áo. Chứ cái vải ngoài hắn nhanh mục lắm, được 6-7 tháng là hắn mục. Dạ, yeah. Vậy thì thầy chia sẻ rằng là vải... Bây giờ quý vị Phật tử ở đây cũng muốn có một câu hỏi với thầy, và con cũng xin đặt câu hỏi thầy là cái em trai đó nguyện cạo đầu xuống tóc để đi theo thầy, là thầy có nhận là đệ tử hay không, để cho mọi người và cộng đồng và các giáo hội trong giáo hội người ta biết, để sau này thầy không nguyện phải tiến. Đúng hỏi vậy, thầy đâu có tôi chung giáo hội đâu, hỏi đúng hỏi. Đó, để cho thầy chia sẻ rất là chân thành với quý vị, để những cái... lên cộng đồng mạng nghĩ sai lầm về này, Đức Minh Thời dạ, dạ đây là chính lời thầy nói là tôi chia sẻ gì thôi. Họ tự nguyện, họ đi theo làm đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Anh em anh chị con biết trước á là thôi họ con thì con chia sẻ cho con, cũng là sư phụ cũng là đệ tử, dạ con có thì giả cũng không có ai cả, con chỉ một mình con đi thế thôi. Cho con không có nhận nhưng mà có nhiều anh em YouTube có nhiều người họ không hiểu đạo, người ta nghĩ đi theo là đệ tử thầy. Ok họ là huynh đệ, là huynh đệ nha. Huynh đệ anh em. Huynh đệ anh em nha. Đi đi được bao lâu rồi đi. Không có là đệ tử vậy, để sau này những cái ông thầy kia em tự tìm. Ờ đến với con không có kêu gọi họ, cũng không có là mời họ tới hay là khuyến khích họ, nhưng mà họ tự nguyện. Dạ. Nhưng mà con cũng không có quyền xua đuổi họ. Dạ. Họ muốn đi được mấy ngày thì họ đi. Đi rồi họ tự về. Dạ. Dạ tại con muốn tốt cho thầy á, nhiều người họ cứ nói là thầy là tử, tôi cũng hỏi chính miệng thầy nói ra. À đi được. Dạ. Hôm nay thầy nói rồi nha mọi người. Nếu ngàn lời cũng không ngăn được, bàn chân bước đi không báo trước, nắng đội đầu cháy đôi chân trần, đọa đầy xác thân chẳng ân hận. Mỗi ngày chỉ cần một bữa ăn của những chúng sinh đời dâng tặng.